Người đứng sau chiến lược tuyệt đỉnh của Tào Tháo là ai? Chào mừng quý vị đã quay trở lại hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Tào Tháo là một nhà chính trị, quân sự nổi tiếng cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc, là người đặt cơ sở cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Quốc, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc. Chiến lược mấu chốt đưa Tào Tháo đến thành công chính là phò tá thiên tử hiệu lệnh chư hầu. Ý nghĩa của sách lược này được đánh giá là không hề thua kém Long Chung đối sách mà Gia Cát Lượng vạch ra cho Lưu Bị. Tuy nhiên, ít người biết đến người đứng sau chiến lược tuyệt đỉnh của Tào Tháo là ai. Vậy đó là nhân vật nào? Nhân vật này đã có những đóng góp như thế nào đối với lịch sử? Tất cả sẽ được chúng tôi hé lộ trong video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngoài ra lịch sử Trung Quốc sẽ phát sóng tất cả các chương trình vào 11 và 19 giờ hàng ngày. Quý vị đừng quên ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi video ngày hôm nay. Xét theo trí tuệ cũng như danh tiếng của đội ngũ quân sư đông đảo dưới trướng của Tào Tháo, đa phần độc giả Tam Quốc Diễn Nghĩa sẽ đoán rằng các nhân vật kỳ cựu như Tuân Úc, Quách Gia, Trình Dục hay Tuân Du là người hoạch định chiến lược thông minh này cho Tào Tháo. Trên thực tế, người khởi xướng chủ ý này là Mao Giới, đại thần Tào Ngụy, người ở Trần Lưu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Mao Giới, chưa rõ năm sinh, mất năm 216, là quan nhà Đông Hán và công thần khai quốc nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Mao Giới có tên tự là Hiếu Tiên, người huyện Bình Khâu, quận Trần Lưu thuộc Duyện Châu. Thời trẻ, Mao Giới làm huyện lại, vì thanh liêm công chính nên ông được ngợi khen. Khi đó, Trung Nguyên đại loạn, Mao Giới định đi tránh loạn ở Kinh Châu, nhưng khi chưa đến nơi, ông nghe nói Châu Mục Kinh Châu là Lưu Biểu, chính lệnh không nghiêm, bèn đi đến huyện Lỗ Dương. Cùng lúc đó, Tào Tháo đến Duyện Châu cho mời Mao Giới đến làm trị trung tổng sự. Mao Giới bàn với Tào Tháo rằng, nay thiên hạ tan lở chia lìa, quốc chủ bị di rời, sinh dân bỏ nghiệp, mất mùa đói kém lưu vong. Kho của ngài không năm nào có của tích trữ, trăm họ không có chí an cư, khó mà giữ được lâu. Nay Viên Thiệu, Lưu Biểu, tuy sĩ dân đông đảo cường thịnh đều không lo tính đường xa, chưa gây dựng được cái gốc rễ nền móng vậy. Kẻ giấy binh có chính nghĩa thì thắng, giữ được địa vị bởi có tài lực, nên phụng mệnh thiên tử để ra lệnh cho kẻ không làm thần tử, chấn chỉnh việc canh tác lương thực, tích trữ quân nhu của cải. Như thế thì cái nghiệp bá vương có thể thành vậy. Đương thời, các mưu sĩ của Viên Thiệu cũng bàn về mưu tính thiên hạ. Có ý kiến cho rằng lời bàn của Mao Giới hay hơn mưu sĩ Thư Thụ bên Viên Thiệu. Thư Thụ đề nghị lợi dụng thiên tử để sai khiến chư hầu, hiệp thiên tử nhi lệnh chư hầu. Còn Mao Giới đề nghị bảo vệ thiên tử, trừng phạt kẻ không phục tùng chính quyền trung ương. Phụng thiên tử dĩ lệnh bất thần. Về đạo lý, phụng là bảo vệ, duy trì, hiệp là ép, lợi dụng. Phụng thiên tử dĩ lệnh bất thần là muốn đất nước thống nhất. Hiệp thiên tử nhi lệnh chư hầu là mưu đồ lợi lộc cho bản thân. Một đằng quang minh chính đại, một đằng quanh co lắt léo. Hai chủ trương khác nhau rất nhiều. Các sử gia kết luận rằng Mao Giới nói đúng, binh nghĩa giả thắng, giấy binh vì nghĩa thì thắng. Tào Tháo thu nhận lời ấy, chuyển ông làm Mạc Phủ Công Tào. Năm 196, Tào Tháo đưa vua Hán Hiến Đế về Hứa Xương làm tư không rồi thừa tướng. Mao Giới làm Đông Tào Duyện cùng với Thôi Diễm đều chủ trì việc tuyển cử. Cả Mao Giới và Thôi Diễm đều trọng đạo đức. Những người được họ tuyển cử đều là kẻ sĩ trong sạch chính trực. Còn dù là kẻ có danh lớn mà phẩm hạnh không đoan chính, giữ bổn phận, nhất định không được tiến cử. Tào Tháo nghe nói rất thán phục rằng mình không bằng được. Con Tào Tháo là Tào Phi làm ngũ quan tướng, đích thân đến chỗ Mao Giới, phó thác thân quyến của mình nhờ ông giúp, có ý lập phe cánh riêng. Mao Giới đáp rằng, lão thần nhờ năng lực giữ chức phận, may mắn được miễn trách tội. Nay lại nói giúp để thăng quan cho người ta là có lỗi, thế nên thần chẳng dám vâng mệnh. Tào Tháo đi chinh chiến đánh anh em họ Viên trở về huyện Nghiệp, có người bàn luận muốn hợp nhất cơ cấu hành chính. Mao Giới xin ý kiến, nói không nên thi hành. Mọi người bấy giờ đều nể sợ ông, muốn giảm bớt chức Đông Tào. Nhưng Tào Tháo không đồng tình, hạ lệnh giảm chức Tây Tào.
Tào Tháo chiếm được Liễu Thành, ban phát các đồ vật lấy được ở đó, đặc biệt đem tấm bình phong sắc trắng không thêu thùa và ghế tựa bằng gỗ mộc không chạm khắc ban cho ông, vì ông có phong độ của cổ nhân. Mao Giới tuy có chức vụ cao nhưng sống đạm bạc, vỗ về nuôi nấng con côi của anh ông rất hậu. Những đồ được ban thưởng đem phát trần giúp đỡ người nghèo khó trong họ tộc, trong nhà không có đồ đạc của cải dư thừa. Sau đó, Mao Giới được thăng làm quân sư. Năm 213, Tào Tháo thành lập nước Ngụy, Mao Giới làm thượng thư bộc xạ, lại chủ trì việc tuyển cử, rất được ngợi khen. Bấy giờ, ngôi thái tử nước Ngụy chưa định, nhưng Lâm Chi hầu Tào Thực được sủng ái. Mao Giới ngầm can Tào Tháo rằng, gần đây, Viên Thiệu vì đích thứ bất phân, dòng tộc bị chết, nước bị diệt. Phế lập là việc lớn, đó chẳng phải là việc làm thích hợp. Lúc quần thần hội họp, Mao Giới đứng lên thay áo. Tào Tháo ngạc nhiên, trố mắt nhìn, rồi hiểu ý ông và khen ông là người ngay thừng như Chu Xương nhà Hán. Năm 216, Đồng Liêu Thôi Diễm chết oan vì làm mất lòng Tào Tháo trong việc lấn ngôi nhà Hán. Mao Giới trong bụng không hài lòng. Sau có kẻ đi gièm pha ông với Tào Tháo, khiến Tào Tháo nổi giận, bắt Mao Giới giao cho nhà ngục. Quan đại lý là Trung Do cật vấn Mao Giới, dẫn nhiều điển tích đời trước hỏi tội ông. Ông cũng dẫn chuyện đời trước để biện bạch. Hoàn Giai, Hào Hiệp nói giúp ông để cứu giúp. Cuối cùng, Tào Tháo cách chức ông, Mao Giới lui về và không lâu sau qua đời ở nhà. Tào Tháo ban cho ông áo quan, tiền, lụa, phong cho con ông là Mao Cơ làm lang trung. Sử gia Tôn Thịnh vì việc này chê trách Tào Tháo là vì dùng hình mà mất chính. Dù Mao Giới không được xếp vào hàng mưu sĩ, nhưng Tào Tháo vô hình chung tiếp thu rất nhiều kiến giải từ ông. Mao Giới chủ trương phụng thiên tử, dĩ lệnh bất thần. Ở đây, phụng có nghĩa là vâng mệnh hoàng đế Hán triều chứ không phải phò tá, còn đối tượng bất thần phiếm chỉ những người không tôn trọng Hán thất. Thông tin về việc Mao Giới là tác giả sách lược chính trị của Tào Tháo chỉ được ghi chép trong bộ sử Tam Quốc Chí của Trần Thọ. Theo Tam Quốc Chí, cống hiến lớn nhất của Mao Giới cũng chính là việc đề xướng sách lược phụng thiên tử, dĩ lệnh bất thần. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Mao Giới chỉ để lại ấn tượng khi xuất hiện bên cạnh đại tướng Vu Cấm, đảm nhiệm chức thủy sư đô đốc của thủy quân Tào Tháo trong đại chiến Xích Bích sau khi Thái Mạo, Trương Doãn bị giết oan. Mao Giới vốn định tới Kinh Châu gia nhập lực lượng của Lưu Biểu. Tuy nhiên, khi nghe nói Lưu Biểu công tư bất minh, ông phán đoán người này khó thành đại sự, bèn chuyển hướng sang Duyện Châu đầu quân cho Tào Mạnh Đức. Ít người biết, chiến lược mà Tào Tháo áp dụng cả đời xuất phát từ sự khởi xướng của Mao Giới. Dưới trướng Tào Ngụy, Mao Giới được Tào Tháo cho làm trị trung tổng sự, tương đương với chức thư ký trưởng hay chủ nhiệm văn phòng. Cũng nhờ vị trí công tác mang tính chất khá riêng tư này, ông có nhiều cơ hội thể hiện quan điểm thời cuộc của mình trước Ngụy Vương. Mao Giới chỉ ra, muốn thành đại sự, đầu tiên phải có lý tưởng và tầm nhìn xa. Viên Thiệu, Lưu Biểu tuy có đồng mưu sĩ, binh hùng tướng mạnh, dân số đông đúc, nhưng bọn họ không có hoài bão xa xôi, không phải là mẫu người biết dựng nên đại nghiệp. Để hoàn thành đại nghiệp, khi xuất sư dứt khoát phải danh chính ngôn thuận, chiếm được ưu thế chính nghĩa tuyệt đối. Vì vậy, chủ công Tào Tháo nên tôn phụng thiên tử để hiệu lệnh những kẻ không giữ đạo quân thần. Ngoài ra, muốn giữ vững địa vị thì buộc phải dựa vào tài lực, chỉnh đốn canh tác nông nghiệp, tích trữ quân trang vật tư. Có vậy, bá nghiệp mới thành. Tào Tháo nghe theo kiến nghị của Mao Giới thì vô cùng hài lòng, lập tức phong ông làm Mạc Phủ Công Tào, đứng đầu Mạc Phủ nội các của Tào Tháo. Ưu điểm lớn nhất của Mao Giới là ông chấp pháp nghiêm minh, thiết diện vô tư. Sau khi Tào Tháo lên làm thừa tướng đã để ông nhậm chức Đông Tào Duyện, cùng Thôi Diễm phụ trách việc tuyển lựa quan lại. Ở bất kỳ thời đại nào, công tác nhân sự luôn là miếng bánh béo bở. Thế nhưng Mao Giới chọn người không nhìn danh tiếng, không hỏi quan hệ xã hội. Những người được ông tiến cử đều thanh liêm, chính trực, trong khi những người có danh vọng mà hành vi bất chính cũng không được Mao Giới trọng dụng. Tào Phi từng yêu cầu Mao chăm sóc thân tín của mình, song ông thẳng thừng cự tuyệt. Người công tử tiến cử không đủ tư cách, hạ quan không thể tuân mệnh. Tác phong hành sự của Mao Giới khiến ông đắc tội với không ít nhân vật. Khi Tào Tháo muốn tinh giảm biên chế, nhiều người đã đề nghị giản thể Đông Tào, cơ quan do Mao Giới trưởng quản.
May mắn cho Mao Giới là Tào Tháo vẫn còn anh minh. Ông nói, mặt trời mọc từ đằng đông, mặt trăng khi tròn nhất cũng ở phía đông. Mọi người khi nói phương hướng cũng nhắc đến phía đông trước, vậy tại sao phải giải thể Đông Tào? Tào Tháo từng khen Mao Giới biết lấy thân làm gương, dùng tiêu chuẩn liêm khiết chọn người, khiến ta rất yên lòng. Sau khi Tào Tháo công hạ Liễu Thành và chia chiến lợi phẩm, ông tặng cho Mao Giới một bộ bình phong và bình kỳ. Tào Mạnh Đức vốn yêu chuộng nghệ thuật và cuộc sống. Những bức họa chữ danh như Xuân Cung Đồ đều được ông giữ lại cho bản thân. Song Tào cũng hiểu phong cách của Mao Giới. Lão Mao có tác phong của cổ nhân nên ta mới tặng ông những món đồ này. Tính cách công tâm của Mao Giới đôi khi khiến ông không giữ được giới hạn quân thần. Khi nhận ra Tào Tháo có ý lập Tào Thực làm người thừa kế, Mao đã lập tức can ngăn, thậm chí chỉ trích việc phế trường lập ấu sẽ gây ra hỗn loạn. Kính thưa quý vị, trên thực tế hành động của Mao Giới không khác nào đứng ra nói tốt cho Tào Phi, mặc dù ông không có ý định đó, cũng giống như không ngại đắc tội với Phi. Chính Tào Tháo phải cảm thán trước thái độ của ông mà nói, Mao Giới chính là Chu Xương, Hán Triều khai quốc công thần của ta đó. Vậy với tính cách của Mao Giới thì cuối cùng kết cục nào sẽ dành cho ông? Xin mời quý vị theo dõi phần tiếp theo của video. Kết cục của Mao Giới. Mặc dù được Tào Tháo tín nhiệm, song cuối cùng Mao Giới lại có kết cục thê thảm bởi tay của bè lũ gièm pha. Sự việc được cho là xuất phát từ mối quan hệ giữa Mao và Thôi Diễm. Hai ông chính là hai người phụ trách việc tuyển chọn nhân tài cho Tào Ngụy. Trong công việc, Mao Giới và Thôi Diễm thường có những bất đồng quan điểm. Những điều này đã bị kẻ xấu lợi dụng tố với Tào Tháo. Tào vốn đa nghi, lại thêm uy tín Mao Giới rất cao nên ông lập tức khép Thôi Diễm tội bất trung và cho xử tử. Thực ra, Thôi Diễm và Mao Giới có quan hệ tốt. Cái chết của Diễm khiến Mao có phần bất mãn. Điều này lại bị những kẻ ghen ghét thừa cơ tố cáo. Mao Giới ra đường, thấy những kẻ phản loạn bị thích chữ lên mặt, vợ con bị đưa vào nhà quan làm nô tì, bèn nói: "Trời không làm mưa chính vì cách làm này của triều đình đó." Sự việc khiến Tào Tháo nổi giận, lập tức ra lệnh bắt giam thẩm vấn Mao Giới. Các nhà nghiên cứu hiện đại cho rằng hành động của Ngụy Vương có phần khó hiểu, nhất là đối với một nhân vật đang nắm quyền cao và có danh tốt như Mao Giới. Có ý kiến nói rằng việc Mao bất mãn với cái chết của Thôi Diễm cộng thêm tính cách cương trực của ông khiến Tào Tháo nhận định rằng những lời gièm pha là có căn cứ. Bản thân Mao Giới cũng không chấp nhận hàm oan mà ông quyết liệt yêu cầu những kẻ tố cáo mình ra đối chất. Hành động này của ông có lẽ đã khiến Tào Tháo phải xét lại. Tuy nhiên, địa vị thừa tướng khó cho phép Ngụy Vương thừa nhận sai lầm trong việc thanh trừng một quan chức cấp cao như Mao Giới. Cho nên cuối cùng, Tào vẫn buộc Mao phải chết và bãi miễn chức quan của ông. Sau khi Mao Giới chết đi, Tào Tháo mới bù đắp lại bằng cách đề bạt con trai ông là Mao Cơ làm quan. Kính thưa quý vị, sự nghiệp của Tào Ngụy thành công, chúng ta không chỉ nhớ đến công lao của Tào Tháo, mà bên cạnh đó là những quân sư luôn bên cạnh ông, đặc biệt là Mao Giới. Cả một đời chinh chiến luôn bên cạnh và đưa ra những chiến lược phò tá họ Tào. Nhưng chính vì tính cách có chút ngang ngược của mình mà chính Tào Tháo phải xuống tay giết chết Mao Giới. Qua câu chuyện của Mao Giới, chắc hẳn quý vị đã có những bài học cho riêng mình. Và hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi cùng biết nhé! Ngoài ra, lịch sử Trung Quốc còn rất nhiều chương trình giải mã những bí ẩn của Tam Quốc diễn nghĩa. Xin mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!